Nhà đất Bình Tân xin kính chào quý khách. Hiện tại thì bên em đang bắt đầu từ khu vực chợ Búp của mặt tiền đường Lê Đình Cẩn, di chuyển về cái hướng tỉnh lộ 10 Tên Lửa để tham quan một căn nhà mặt tiền của trục đường Lê Đình Cẩn, cách chợ chỉ có 100m. Đây là cái chợ Búp, nó gần quốc lộ 1A. Khu vực chợ này rất đông đúc và sầm uất, nhưng hiện tại thì bên em đang quay vào buổi trưa vào lúc 1 giờ cho nên chợ người ta nghỉ trưa tương đối là vắng. Quý khách thấy được cái khu vực chợ này buôn bán rất là nhiều mặt hàng thiết yếu. Từ cái vị trí chợ mình mà đi ra tới cái căn nhà mặt tiền của trục đường Lê Đình Cẩn này thì tầm khoảng 100m thôi. Đó, quý khách thấy được hai bên bà đường người ta buôn bán tất cả các mặt hàng thiết yếu, rau củ quả, thịt cá, trái cây vân vân. Chợ này vào những cái giờ cao điểm thì rất là đông đúc và sầm uất. Vị trí căn nhà mặt tiền của mình là vị trí kinh doanh đắc địa. Con đường Lê Đình Cẩn thì nó nối từ khu vực quốc lộ 1A sang tỉnh lộ 10 Tên Lửa. Đây là cái chợ xung quanh đây. Hôm nay bên em đi quay cái khu vực này từ cái tuyến đường, từ cái khúc chợ này chạy tới căn nhà của mình, quay cái tuyến đường này để quý khách tham quan một cách trực tiếp. Và căn nhà của mình có cái diện tích ngang 4, dài 24m, sổ hồng riêng đầy đủ, hiện đang cho thuê làm quán ăn với giá là 8.3 tỷ. Hướng Nam, ngân hàng hỗ trợ mình vay 80% giá trị căn nhà. Tiện ích bán kính trong vòng 500m đổ lại là mình gần chợ, trường, ngân hàng, siêu thị, bệnh viện đầy đủ hết. Và mình đi ao anh Bình Tân thì trong vòng khoảng tầm 700m trở lên thôi. Khu vực này rất là đẹp. Dạ. Bên em đã tới cái vị trí căn nhà của mình rồi. Đây, căn nhà mình ở phía trước. Hiện tại mình đang cho thuê quán ăn. Khu vực xung quanh quý khách thấy được là mình buôn bán rất là nhiều mặt hàng thiết yếu. Nhà vị trí đẹp, mặt tiền cách chợ chỉ có 100m thôi, với cái diện tích ngang 4, dài 24m. Nhà hướng Nam với giá là 8.3 tỷ, còn thương lượng sổ hồng riêng đã đầy đủ hết rồi. Mình mua có thể ra công chứng liền trong ngày và hiện tại đang cho thuê với thu nhập cao ổn định hàng tháng. Quý khách tham quan căn nhà này vui lòng kết nối với nhà đất Bình Tân số hotline để trên màn hình để mình đi tham quan trực tiếp và làm việc với chính chủ nhé. Và hiện tại thì bên em còn rất là nhiều cái sản phẩm mặt tiền đường, diện tích, giá, hồ sơ pháp lý đều rõ ràng và phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video này. Nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những cái video kế tiếp mà bên em sẽ cung cấp trên kênh YouTube. Cảm ơn quý khách. Xin kính chào và hẹn gặp lại.